Cuối giờ sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phố Lê Trung Trinh có buổi tiếp thông đốc tỉnh Nagasaki Nhật Bản, Oishi Kengo nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trinh bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm của ngài thống đốc tỉnh Nagasaki, đồng thời đánh giá cao tình hình hoạt động của các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn Tổng đốc tỉnh Nagasaki sẽ là cầu nối để các doanh nghiệp nhà đầu tư có tiềm năng của tỉnh Nagasaki đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Đà Nẵng trên các lĩnh vực du lịch dịch vụ, công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cảng biển. Đáp lại sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo thành phố, Tổng đốc tỉnh Nagasaki, ngài Oishi Kengo cho biết chuyến thăm lần này nhằm hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam ấn tượng với vẻ đẹp của Đà Nẵng, một trong những điểm du lịch an toàn thân thiện, môi trường xanh sạch đẹp để lại nhiều ấn tượng cho du khách quốc tế. Thống đốc tỉnh Nagasaki cho rằng hai địa phương Đà Nẵng và Nagasaki có hết rất nhiều nét tương đồng. Chính vì vậy, hai bên cần khai thác và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong thời gian đến.